Hát lên chị và cô chú. Hôm nay em có một cây ổi lê không hạt, ổi lê ruột trắng hoàn toàn không hạt và đang có trái nha. Nhánh này nó ra quá trời trái luôn nè. 2, 4, 6, 8 trái. 8 trái luôn nhưng mà nó ra cặp đôi chùm 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 như vậy nè. Thấy cưng không? Cái cây này thì đang chỗ này ra được 8 trái và chỗ này nó đang ra quá trời bông luôn nè. Đó, nhánh này cũng đang ra bông nữa nè. Nhìn đã chưa? À, cây rất là nhiều nhánh luôn, xum xuê đẹp. Ổi lê không hạt nha, hoàn toàn không hạt luôn. Ăn rất là giòn và ngọt. Nó giòn mà nó giòn đã lắm. Nó ở trong nó không có bị xốp nha, ở trong nó rất là chắc. Ồ, dưới đây có trái nữa nè. Đây nè. Nếu anh chị cô chú thích cây có trái sẵn thì alo cho em nha. Thank you. Và đây thì có thêm một cây đang rất là nhiều trái nè, nhánh tán rất là nhiều luôn. Rất là nhiều nè. Đó. Hôm bữa nó cao quá, cái ông xã em ảnh cắt đọt á, giờ nó bung ra quá trời luôn. Trái chùm 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 luôn nè, nhìn thấy cưng không? Đó. Cái này là hoàn toàn không hạt nha. Này có trái của nó nè, thấy cưng không? Đây nó nè. Cây này quá trời trái luôn. Đó. Nhánh tán, thân nó già rồi. À, thân nó là thành thân gỗ rồi. Cái này chắc em chiết xuống ông trồng chắc cũng được gần 2 đến 3 năm rồi đó. Cái này hôm bữa cây cao lắm. Ông xã em ảnh cắt đọt á. Giờ nó ra lại quá trời mà tán nhánh đẹp lắm. Nếu anh chị cô chú mà thích mấy cây lớn lớn có trái sẵn mà thân già, nhiều nhánh như vậy mình có thể về mình nhân giống ra thì alo cho em nha. Thank you.